Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và hiện tại thì Tường đang ghi hình tại California. Không biết cảm xúc của mọi người như thế nào khi đón xem chương trình, nhưng mà Tường đặc biệt hôm nay Tường cảm thấy rất là hồi hộp, rất là hào hứng, bởi vì khi mà ghi hình tại đất Mỹ, mình sẽ mai mối cho những bạn trẻ mà sống xa xứ, xa quê hương. Không biết là cảm xúc các bạn ấy như thế nào, tâm lý các bạn ấy như thế nào, có khác gì các bạn trẻ đang sống tại Việt Nam hay không. Không biết là có giống những cặp đôi mà Tường đã từng mai mối cho họ ở Việt Nam hay không. Tường háo hức lắm và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ Cát Tường, cũng như là ủng hộ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa này nhé. Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò. Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương. Sau đó, khi vách ngăn trái tim được kéo ra, hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về. Hấp dẫn lúc lắm không quý vị? Và bây giờ thì Tường không muốn để quý vị chờ lâu nữa, Tường cũng muốn vào cái không gian lãng mạn, trữ tình mà chương trình đã set up sẵn để xem là cặp đôi ngày hôm nay hẹn hò họ như thế nào quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy theo Cát Tường. Và chúng tôi đang ngồi trong một không gian rất là lãng mạn. Gió hơi lạnh nên không thể gọi là ấm cúng được. Khí hậu Cali hôm nay chắc là đối với bạn trai thì là ok. Cảm giác nãy giờ chờ đợi thấy sao? Hơi hồi hộp chút xíu chị. Rồi chị rồi, với em biết chi không, để cho chị ấm ấm được chút xíu đó. Hãy tự tin cố lên, hy vọng ngày hôm nay em sẽ có một cô bạn gái để dắt đi chơi. Ok, cảm ơn chị Tường. Ok, đợi chị nha. Ok chị. Rồi, mời bạn gái ra nè. Rồi, khi mà chúng ta đã ngồi yên vào vị trí của mình thì các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Rồi, chào hai bạn. Chào chị. Bây giờ là chúng ta chỉ còn tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Và trái tim này hôm nay có sáng đèn lên hay không? Cả hai có cùng chung một nhịp đập hay không? Còn tùy vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tùy vào khả năng mai mối của tôi nữa. Rồi, ok, bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Tuyền, em ở San Jose. Em 27 tuổi, em đang làm nhân viên thuế. Em qua đây được bao lâu rồi? Cỡ 10 năm rồi. Qua đây 10 năm. Ông bà ngoại em có ở đây. Ồ, vậy là đi theo dạng gia đình đúng không? Dạ, dạ, gia đình. Rồi, đúng rồi. Chứ em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, được 1 năm rồi. 1 năm, ừ. Em đang sống với ai? Ba mẹ. Rất là tốt. Còn em? Em tên là Brandon, tên tiếng Việt là Long. Em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng, đang ở chung với gia đình. Cũng ở chung với gia đình luôn. Ồ, mình qua đây được bao lâu rồi? Em qua đây lúc 15 tuổi thì em chắc cũng được 15 năm. Chỗ ở có gần nhau không? Mình trao đổi địa chỉ thử xem. Em ở San Jose. Em ở gần, cũng gần đây, cũng 20 phút xe. Là có gần chỗ cổ không? Là khá xa chị. Khá xa. Xa là bao xa, mình có thể đi đường bộ thì bao lâu mình sẽ tới được nhau? Nếu đi xe bus đường dài á thì đi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Wow, tới rồi. Máy bay thì 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Mình mà bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ là bao nhiêu lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ 2 năm hoặc là 3 năm. Dài quá vậy, ở xa mà yêu nhau lâu quá vậy. Em nghĩ bao lâu thì em có thể gặp cô ấy được một lần nếu chúng ta hẹn hò với nhau? Cô ở San Jose thì em nghĩ tới chừng 1 tháng có thể gặp được đến 2 lần, 2 đến 3 lần. Dữ vậy? Quen nhau thì mình cũng phải cho cơ hội tìm hiểu nhau chứ chị. Nhưng mà em nghĩ tìm hiểu bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Cái đó tùy vào mức độ của bạn gái, nhưng mà em nghĩ thì cả chừng 1 năm đổ lại là bắt đầu mình có thể suy nghĩ tới chuyện tiếp theo. Chị cũng nghĩ là 1 năm đổ lại là mình phải tính tới chuyện đường dài rồi, chứ 2-3 năm lâu lắm. Nhất là con gái quen chi cho lâu trời, tuổi xuân ngắn ngủi lắm. Về ở chung, vợ chồng sống chung vui lắm em. Cái đó thì em chưa biết. Chưa biết thì khi yêu nhau em sẽ biết nha. Rồi, bây giờ hai bạn có thể giới thiệu một chút xíu về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình mà em. Em nghĩ là em rất là hiểu rõ về bản thân mình. Em rất là thích hát, em rất thích những cái về nghệ thuật. Em thích làm thiệp, em cũng thích thử những cái mới nữa. Không biết trong tình yêu cô ấy có thích những cái mới hoài không? Thích cái mới hoài chắc chết quá. Hay em nghe tới đây hoang mang quá ha. Không, bạn những cái gì bạn gái nói em cũng có một phần giống như bạn gái. Ồ vậy luôn hả? Em tức là thích học những thứ mới. Đến đây thì hai bạn này đã bắt đầu có những cái sở thích giống nhau. Cái đó là ưu điểm hả?
Còn khuyết điểm? Em không có phải là người gọn gàng ngăn nắp đâu. Em rất là lộn xộn. Wow, thế thì hàng ngày trong cuộc sống ai là người dọn dẹp cho em? Mẹ em. Đó. Tất nhiên sẽ có, nhưng mà dù có dọn cũng không có phải là kỹ lưỡng quá ngăn nắp như vậy. Khuyết điểm của em là cái gì? Khuyết điểm của em hả chị? Em mù đường. Chứ lại em không, cái đó không biết là khuyết điểm hay là ưu điểm, nhưng mà em khá đúng giờ. Không thích giờ giao thông. Đúng rồi. Thích đúng giờ. Đúng giờ. Hôm nay em chờ đợi bao lâu? Hôm nay em dậy lúc chắc cũng 6-7 giờ sáng. Tại vì mà... em nôn nóng quá, đâu ai hẹn em 6-7 giờ sáng đâu. Đúng rồi, chương trình không hẹn. Đúng không? Tình trường, em trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình đó là yêu xa lúc ở Việt Nam á, chưa tới một năm. Em đặt cái mục tiêu ước mơ của mình là trên hết. Như là em muốn thực sự tìm hiểu được là mình thích cái gì, mình muốn cái gì và tương lai mình muốn cái gì. Bởi vậy là em không hề nghĩ tới chuyện tình yêu. Rồi bây giờ em nghĩ tới chưa? Bây giờ thì mẹ nói em tới đăng ký thì em đăng ký ở đây. Nhưng mà em đã thật sự muốn, em có thật sự khao khát mong muốn có một tình yêu để tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là bây giờ bắt đầu tìm hiểu được rồi. Một mình có khi nào em cảm thấy cô đơn, có nào em cảm thấy buồn không? Có khi nào trong cuộc sống em thấy không như vậy không? Thực sự thì em, nếu như mà có thì em cũng có đi chơi với bạn hay là đi tìm gì mới đó. Vì vậy em cũng ít khi nào thấy như vậy. Cô này cũng hơi khá căng đó nha. Một cái đặc điểm của em là em rất thích nói thẳng. Đúng. Em rất ghét cái nói dối, lừa dối. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Tình trường của em hả chị? Em có khoảng 3 mối tình. Có một mối tình thì khá dài, còn 2 mối tình thì hơi ngắn. Mối tình dài nhất đó là bao lâu? 3-4 năm. Lý do tại sao chia tay? Ở đây hay là ở Việt Nam? Ở đây. Dạ, thì lúc đó em còn trẻ thì suy nghĩ nó khác, nhưng mà lúc mình lớn lên thì suy nghĩ mình đã thay đổi, thì tất nhiên cái hướng đi của hai đứa nó còn khác nhau chút xíu. Sau này em có thêm một mối tình nữa, nhưng mà khoảng cách hơi bị xa, không có tiến tới được. Xa vậy cỡ bây giờ này cũng không? Khoảng cách rất là xa. cái gì xa lắm em ơi? Cái này xa nhưng vẫn có thể với tới được đúng không? Cái này xa vẫn còn manageable, ta hướng tới được. Ok, mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào? Em rất thích người rộng lượng, thoải mái, người tử tế, người có thể học điều mới giống như em. Như là em cũng có học về stage makeup là trang điểm sân khấu, em có học diễn. Đôi lúc em cũng muốn là làm cái gì sáng tạo một chút xíu, khác người một chút. Bởi vậy là người đó phải ủng hộ em. Cái là ủng hộ cái đam mê, sở thích, cái công việc dạ, của đúng em. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Về ngoại hình. Ngoại hình thì em không muốn là cao 1m7 trở lên. Hình đúng không? Ok, em cao 1m mấy? Em 1.65 chị. 1.65. Thiếu 5 phân được không cưng? Được cái thành thật. Trời ơi. Rồi, điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích tóc dài, không thích hút thuốc, không thích bụng bự, không thích quá kiểm soát người khác. Biết hút thuốc không? Không. Em nghĩ em có hay kiểm soát người khác không? Em nghĩ lúc mà quen nhau quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Ngoại trừ người ta làm cho gì mình cái gì đó mình thấy khó chịu thì mình mới hỏi, còn không thì em tự do đúng không? Còn gì nữa? Không thích gì nữa không? Không thích nói xạo. Không thích nói xạo. Nói xạo hay không bây giờ chị Tường cũng không biết được. Cái đó em phải tự kiểm chứng. Chị Tường cũng không biết được. Ok, nhưng mà chị thấy những điều em không thích là anh này ok đó, không có bị dính cái nào đâu được hết á. Về cơ bản bên ngoài tổng thể là ok đó. Rồi, để chị coi thử coi. Em có thể tìm thấy anh ấy. Trời ơi, khó quá. Đây. Trong 4 anh chàng này, em phải tự cảm nhận xem bằng giác quan của người phụ nữ, ai là chàng trai đang ngồi đối diện trước mặt em. Anh cũng thích đi tập thể dục thường thì nó... Tập thể dục thường. Anh có thích để râu không? Không có để râu em. Có chưa? Rồi. Đâu? Em đoán anh này. Ồ, rồi em cứ giữ nguyên nó đi nha. Chút xíu nữa mở hình ra để em cho mọi người biết em đoán trúng hay đoán trật. Còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Có nụ cười đẹp. Uh-huh. Tính tình ôn hòa, da trắng được thì càng tốt, nhưng mà cho không quan trọng lắm. Em da đen thui luôn á anh. Đen mà còn thui luôn á hả? Thui luôn á. Đùi đen thui như là bé thui vậy đó. Thật sự thì ngoại hình cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nhiều khi mình phải quen biết tính lẫn nhau. Thì mình thấy hợp tính được thì mới. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em không thích bị cằn nhằn lắm. Em không có cái đó. Không có cái đó. Em rất là thoải mái và đơn giản. Ok, tiện anh chị cái gì? Vậy thôi phải không? Đơn giản vậy phải không? Em có hình lại cho anh đoán không em? Mình phải làm khó anh lại. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn không đoán là gì nữa. 80 phụ nữ áo đen này, ai là cô gái ấy?
Em để tóc dài. Tóc dài, à, 8 cô nào cũng dài hết. Tiếp tục. Em có mang mắt kính không em? Không, em không bị cận. Em chỉ đại đi hả? Ai đâu? Cô này. Wow, rồi, hãy giữ đó đi các bạn. Hãy giữ và sau khi Tường mở cửa trái tim ra, các bạn hãy nói cho mọi người biết các bạn đã đoán đúng hay đoán sai nha. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn hãy trực tiếp trò chuyện với nhau. Tường sẽ mở cánh cửa trái tim này ra. Hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường sẽ ra bên ngoài để cho hai bạn cảm thấy tự nhiên hơn. Hãy làm những điều gì mà mình muốn làm nha. Hãy thể hiện, hãy hỏi, đặt những câu hỏi. Nhớ là đối với chương trình này là chúng ta phải thẳng thắn và thành thật nha. Tìm hiểu thật kỹ trước khi chị Tường quay lại, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Rồi, xin mời hai bạn. Chúc các bạn có một cuộc trò chuyện thật là vui vẻ. Ờ, cảm ơn anh. Em cũng có cái thiệp làm để tặng anh. Dạ, okay. Cảm ơn. Có cần phải mở ra bây giờ không hay chưa? Anh có thể mở ra coi. Tại vì cái thiệp đó là cho anh mà. Ok. Em sáng sớm dậy rồi, mấy giờ anh chạy tới đây? Ờ, em bay tới đây. Bay tới đây hả? Dạ, 4 giờ sáng. Wow, dậy hơi sớm rồi, có mệt không? Cũng khá mệt. Anh là cái người nào trong này? Anh áo trắng. Anh áo trắng hả? Em đoán người nào? Cái người này. Ok. Anh đoán là người này. Cổ là người Hàn đó. Wow. Cái đó là hình em hát ở trong choir ở trường San Jose State University. Em rất là thích hát. Ok. Em hát tiếng gì hay tiếng Anh? Tiếng Anh là em hát soprano ở hát nhạc classical music đó. Còn tiếng Việt thì hát nhạc xưa. Xưa hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em có Việt Nam lần nào chơi chứ? Cuối năm 2017. Anh cũng mới về lần đầu năm trước, cũng vui. Quê em ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Anh quê nhà chị. Em có anh chị em gì không? Có ba em gái nữa. Em chị cả hay là chị? Đúng rồi, chị cả. Anh thì một chị gái. Bây giờ anh ở riêng hay là sao? Anh thì ở chung với gia đình. Không biết tại sao anh thấy sống chung với gia đình ấm áp hơn. Lấy vợ rồi anh cũng sống chung với gia đình hả? Anh thì muốn có ở chung với gia đình một chút xíu. Gần với gia đình. Em nghĩ là ở gần thì tốt. Nhưng mà không ở chung. Bây giờ mục tiêu của anh là gì? Anh có rất là nhiều mục tiêu. Nhưng mà mục tiêu của anh là thử những thứ nào mình thử được mình sẽ thử. Mình thích đi du lịch. Thật sự mà nói sau này mình muốn mở ra một cái gì đó mình làm thử. Như là nó sẽ về cái gì? Anh chưa có biết. Anh bây giờ hiện tại bây giờ anh rất là hứng thú về đi ốc. Nhiều khi mình có những cái tài năng khác thì mình cũng đang tìm kiếm. Khi nào mà kiếm được thì mình sẽ đi theo hướng đó. Em có bao giờ tới Cali nữa không mà chơi chưa? Em có lên đây. Ở đây thì có nhiều cái nghệ thuật, làm nghệ thuật hơn là miền Bắc California. Anh nói thật là anh chưa bao giờ tới San Jose chơi thử hết á. San Jose thì em nghĩ là nó nhỏ hơn, nó bình yên hơn. Thường thường em thích coi phim gì? Hả? Thường thường em thích coi phim gì? Ai giờ thời không gian coi phim nhiều lắm. Thời gian cá nhân đã hết rồi, phải có chị Tường ngồi đây mới được. Nãy giờ chia sẻ nhiều chưa? Hiểu cũng nhau được phần nào chưa? Dạ cũng một phần nào. Quan điểm về tình yêu của em là gì? Chân thành. Còn em? Em cũng vậy, chân thành, hỗ trợ nhau. À, bây giờ chị Tường có thêm một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn để hai bạn có cơ hội được biết về nhau nhiều hơn một xíu nữa. Đây là những cái tấm bài, trong này nó có những cái nội dung. Khi chúng ta bóc được cái yêu cầu nào thì chúng ta được quyền yêu cầu đối phương thực hiện cái điều ở trong này. Ok không? Ok. Rồi, mời em gái. Để đọc lớn lên yêu cầu của em cho anh ấy. Đọc yêu cầu anh ấy làm điều gì đó. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm thấy như thế nào? Ồ, vậy là em hôn cô tay cổ đúng, hay là đúng rồi, cái này có em yêu cầu anh em phải hôn tay. Đâu có, anh em đưa tay của em cho ảnh hôn rồi ảnh sẽ phát biểu là cái tay em có mùi gì. Đọc lại cho ảnh nghe, đọc lớn lên, anh hãy gì đó. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Vậy em muốn sao? Em muốn em hôn ảnh hay em muốn ảnh hôn em? Cái đó anh cho em chọn đó. Cho em chọn đó. Em, anh sẽ hôn tay của em. Rồi, thế thì em đứng lên bên. Ta lòn qua trái tim đi, đưa lên đâu chứ tút ở trên vậy. Chậm quá, nhanh quá, chậm lại. Đặt lại, chậm lại mới cảm nhận được chứ. Đưa tay vào hai bạn ơi. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tay có hơi lạnh chút xíu. Ngoài cái lạnh ra không cảm nhận được gì khác nữa à? Cũng có chút xíu. Có chút xíu, ok.
Rồi, còn em? Đọc đi, đọc đi. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất khi nào? Biểu hiện đáng hãy yêu nhất hả? Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất. Em nghĩ em làm nào? Gì là đáng yêu đấy. Em làm cho anh coi. Cái này thả tim. Phải phô lại, chậm lại để có thể camera có thể ghi được những khoảnh khắc đó. 2, 3. Để chụp hình cái đã, thấy không? Ví dụ gì chị? Chụp hình đó. Chụp hình đó. Ví dụ chụp hình em phải giữ lại chứ. Đúng rồi, em chụp đi. Rồi, em làm đi. 1, giữ là 3 giây. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3. Ok, được không? Đáng yêu không? Ok, vậy là xong rồi ha. Rồi, thêm một cơ hội nữa dành cho hai bạn. Trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, chia sẻ thông tin rồi, cũng hiểu được nguyện vọng của nhau rồi. Bây giờ chúng ta tuy rằng nói chuyện với nhau cũng không có quá dài, nhưng mà Tường nghĩ cũng đủ để chúng ta cảm nhận được về đối phương, cũng đủ để chúng ta tự kiểm tra được, kiểm soát được trong lòng mình hiện giờ đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì. Dành cho các bạn 30 giây nữa, mỗi người hãy nói với nhau một câu thôi. Điều gì đó mà bạn muốn nói với cho đối phương nghe ngay lúc này. Mời hai bạn, muốn nói gì cũng được, thật lòng. Mời bạn nữa nói chứ. Giống như trong tấm thiệp em ghi cho anh đó, đó là dù em có phải là người cuối cùng đối với anh hay không, thì em luôn chúc anh sẽ có một tình yêu ngọt ngào và hoàn mỹ nhất. Cảm nhận của em như thế nào? Em muốn gì? Em nghĩ gì? Em nghĩ mình đến với nhau là một cái cơ hội, có một cái duyên. Hai đứa nên cho nhau một cơ hội là thật. Nhưng em phải như thế nào thì cô ấy mới cho cơ hội chứ? Em phải nói một điều gì đó, cảm nhận của em ngay lúc này như thế nào? Hay là em có một cái lời hứa hẹn gì không? Nếu như cô bấm nút với em thì em sẽ làm được điều gì đó cho cô. Ví dụ vậy. Mình là thanh niên mà, đàn ông mà. Em nghĩ bất cứ em quen ai thì em cũng không muốn để cho người ta buồn. Cái đó là em hãy nói với cô ấy, không phải nói với chị. Ok. Thì bất kỳ ai quen ai cũng không muốn để người ta buồn. Thế là cầu anh hứa gì thôi. Ngắn gọn, không biết em có cảm nhận được hay không? Đó là cái cơ hội cuối chị dành cho hai bạn rồi. Bây giờ hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng thì hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình. Một quyết định thành thật nhất với bản thân, thành thật nhất với bản thân mình, cũng có nghĩa là tôn trọng đối phương. Thích, rung động, có cảm xúc mới bấm nút. Không có rung động, không bấm nút. Rất là nhiều người đang theo dõi chương trình. Đang gia đình của bạn cũng có, hai bạn cũng có theo dõi. Chúng ta phải thành thật. Bấm nút là cho nhau cơ hội, trao duyên cho nhau để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Hai bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trái tim của mình, cảm nhận trong lòng mình một lần nữa nhé. 1, 2, 3. Ok, lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Giống như chị nói hồi nãy là cảm thấy có cảm giác với người đối diện thì mình mới bấm. Nhưng mà em không có thấy đủ cảm xúc để mà bấm như vậy thôi. Bạn trai buồn không? Dạ không, tại vì em nghĩ tình cảm với nhau người ta mà cô ấy rất là thật lòng, thẳng tính. Em rất là cảm ơn người đó. Mặc dù là Tường hôm nay đã không làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng mà đó là luật chơi của chương trình. Chúng ta phải thẳng thắn như vậy mới là tôn trọng đối phương. Cô ấy không bấm thì có thể là có nhiều cô gái khác đang theo dõi chương trình sẽ dành cơ hội cho bạn. Chứ nếu bây giờ cũng có nhiều anh chàng khác đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ gửi lời muốn làm bạn, muốn kết bạn với em. Chứ nếu chúng ta bấm mà chúng ta không kết nối được với nhau thì nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đứng lên. Thật là buồn, thật là đáng tiếc. Bà Mai hôm nay là không có hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng quyết định của những người tham gia chương trình. Bởi vì họ đến với chương trình để mong muốn thật sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Ngày hôm nay có thể duyên chưa đến với các bạn, nhưng mà các bạn đừng lo. Biết đâu là một ngày gần đây các bạn sẽ tìm thấy được một nửa của mình ha, đang còn ở đâu đó. Mọi người ơi, mọi người mà nếu như có ai có muốn kết nối với hai bạn đứng cạnh tôi thì cũng có thể liên lạc với chương trình, hoặc cũng có thể trực tiếp kết nối với hai bạn này quý vị nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, và thay mặt chương trình chị Tường xin chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Chương trình được phát sóng hàng ngày, trưa hàng ngày trên kênh YouTube của MCV Media. Mọi người hãy đón xem và nhấn subscribe ủng hộ kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quan tâm chương trình. Hẹn gặp lại vào ngày mai.